bê nguy hiểm. Xem thử đi. Cảm thấy thế nào? Cũng rất tốt. Đợi chút. Tiền thuê bao nhiêu? 1 tháng 1.500 tệ, gồm tiền mạng. Sao rẻ thế? Rẻ là gì tôi khó tính. Nếu như tôi cảm thấy người thuê không tốt, có cho thêm tiền tôi cũng không cho. Cứ xem thoải mái đi. Được. Vào trong xem thử. Ở đây độc đáo quá. Em không thấy rẻ quá sao? Rẻ không tốt sao? Thật là. Đến đó xem thử. Được. Tiền nhà cọc 1/3 đúng không? Vậy khi nào chúng tôi có thể dọn vào? Sau khi ký xong hợp đồng, đưa đủ tiền là được. Nhưng tôi có một điều kiện. Tất cả đồ đạc trong nhà đều không được động vào, phải giữ y như cũ. Được chứ? Không vấn đề gì. Vậy thì tốt quá. Hai người hãy xem thử đi. Đi thôi. Sao xe vẫn chưa đến vậy? Đừng sốt ruột, sắp đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Đi thôi. Được, được. Bảo cô động vào nó vậy? Tôi... Tất cả mọi thứ trong nhà đều không được động vào. Lúc thuê nhà tôi đã nói với cô rồi. Tối qua sau khi nó bị con mèo đậm ngã, miệng đã dính tương cà, nên tôi mới giặt sạch nó. Nói chung, phải giữ nguyên mọi thứ trong nhà. Hiểu chưa? Tôi hiểu.
Chồng, em yêu, tối hôm qua sao anh không về? Em ở nhà một mình. Tối qua bên tổ sản xuất phim bọn họ. Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh. Tiểu Linh, gần đây công việc rất bận. Tối qua anh... Đúng, anh rất bận. Bận tới mức anh quên cả vợ mình. Em có ý gì? Anh tự soi gương đi. Vợ à, anh là một diễn viên. Anh phải diễn các vai khác nhau. Đúng, em cũng vậy. Vợ, anh ở ngoài vất vả như vậy, chẳng phải điều gì em sao? Điều gì cái nhà này? Anh là người như thế nào em còn không rõ sao? Anh xin thề, nếu anh ở ngoài có làm chuyện có lỗi với vợ thì anh đảm bảo sấm sét đánh đâu không được may mắn. Được rồi, tin anh đó. Vợ, được rồi. Sau này anh sẽ ở nhà với em nhiều hơn. Trông rất ngon đó. Tay nghề cũng ổn. Người đàn ông tốt, ngoại trừ làm tốt công việc thì còn phải biết nấu ăn. Thế nào, nếm thử tay nghề của tôi chứ? Được. Sao giờ lại đổi thành đàn ông nấu cơm rồi? Thời tôi không phải như vậy. Thời đại thay đổi rồi. Tiểu Linh, chuẩn bị chén đũa, ăn cơm thôi. Em biết rồi. Đừng quá nuông chiều cô gái xung quanh bản thân, sẽ không tốt đâu. Chồng à, anh có cảm thấy cô chủ nhà cứ kỳ lạ sao không? Không có, cũng tốt mà. Từ lúc chúng ta dọn vào tới giờ, mỗi ngày cô ấy đều cằn nhằn mãi. Cái này không được động vào, cái kia không được di chuyển. Chúng ta cũng đâu phải không đóng tiền nhà. Đây là vấn đề thói quen. Được rồi, anh đói rồi. Mau đi chuẩn bị chén đũa đi, nhanh lên, nào. Tôi nhất định phải cố gắng làm việc để Tiểu Linh hạnh phúc. Chồng à, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Ngày mai có vài buổi casting. Mỗi ngày đều làm những chuyện này. Vất vả quá đi. Không vất vả. Chồng à, sao vậy? Anh có nghe thấy một âm thanh kỳ lạ không? Không có. Tiếng gì vậy? Thật sự có một âm thanh rất kỳ lạ. Anh nghe kỹ đi. Không có mà vợ. Vợ à? Vợ, em quá căng thẳng đó. Đừng suy nghĩ lung tung. Nào, ăn cơm đi. Chồng à, anh cùng em lên đó xem sao đi. Được. Anh đã bảo không có gì rồi mà. Bây giờ có thể yên tâm rồi chứ? Không đúng, rõ ràng có tiếng mà.
Chỉ là một con chuột thôi. Đừng tự hù bản thân. Nhanh lên, nhanh. Nhanh. Các người muốn làm gì? Hãy giao thứ đó cho tôi. Nếu không hôm nay sẽ là ngày anh nộp mạng. Chỉ dựa vào các người ư? Đợi đã, để tôi. Phế vật, hãy xông lên cho tôi. Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi. Diễn viên yêu nghề như Tiểu Kim thật sự không nhiều nữa. Đúng vậy. Đâu giống diễn viên bây giờ. Diễn chẳng ra sao mà còn ra vẻ. Đúng vậy. Nghe tôi nói này, trong vòng 3 năm Tiểu Kim nhất định sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng trong nước. Các tổ thế nào rồi? Chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu đi. Được rồi, dọn dẹp đồ đi. Được rồi, dọn dẹp. Đạo cụ bên này. Anh Kim. Anh xấu hổ gì chứ? Đều là đàn ông, ai nhìn anh chứ? Tối nay đến quán bar thả lỏng chút đi. Vợ tôi mới sảy thai, ở nhà một mình sẽ rất sợ. Tôi nghe nói phụ nữ sau khi sảy thai âm khí rất nặng, dễ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Thứ gì không sạch sẽ? Chính là thứ đó đó. Rất đáng sợ. Đi, đi đi. Được rồi, tôi đi đây. Chồng à, vợ à, chúng ta nghỉ ngơi thôi.
Chồng mà, có anh ở nhà cảm giác tuyệt thật. Em sẽ không sợ nữa. Sau này anh dành thêm nhiều thời gian ở nhà cùng em. Nếu như có một đứa con thì tốt quá. Xin lỗi chồng, là do em không tốt. Đồ ngốc, anh không có trách em. Em biết anh thích trẻ con. Đợi khi em khỏe lại, chúng ta sinh thêm một đứa. Sinh thêm một cô công chúa xinh đẹp như vợ. Đừng mà. Chúng ta chơi crash đi. Đừng. Anh đến đây. Anh là trái táo nhỏ của em. Sao vậy? Tình yêu dành cho anh mãi cũng không đủ. Gương mặt ửng đỏ sưởi ấm trái tim em, thắp sáng ngọn lửa cuộc sống của em. Thật kỳ lạ, rõ ràng đã đóng rồi mà. Sao con gấu bông lại mất tích rồi? Có chuyện gì không? Thực ra cũng không có gì. Chỉ là tôi... Rốt cuộc sao vậy? Con gấu bông biến mất rồi. Là cái này sao? Sao nó lại ở đây? Tôi đã tìm nó một hồi lâu mà không thấy. Hãy để nó về chỗ cũ đi. Chị xem, hay là tôi để nó ở chỗ chị nhé. Cũng được. Nhưng mà các cô làm trái hợp đồng rồi. Dựa vào hợp đồng, các cô phải dọn đi. Không, nó chỉ là một con búp bê thôi mà, chứ không phải thứ đặc biệt gì. Nó không phải con búp bê bình thường. Nó được tôi đem từ Nepal về. Toàn thế giới chỉ có một gia đình đi gan mới làm được. 10 năm chỉ là một con. Cho nên nó là vô giá.
Nếu nó đã là vô giá thì cô hãy cất kỹ, nếu không nó sẽ bị hỏng đó. Không đâu, nó sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Chào chủ nhân. Chủ nhân, chị xinh đẹp quá. Em xinh đẹp chứ? Sợ cái gì? Không sao đâu. Đừng làm hỏng quy định hợp đồng. Tiểu Kim, cơ hội hiếm có, nhất định phải nắm bắt nhé. Bộ phim này quay chưa xong thì phim tiếp theo sẽ có ngay đúng không? Mã Tổng, nào nào, giới thiệu chút nhé. Đây là người sản xuất phim Mã Tổng. Đây là Tiểu Kim. Mã Tổng, xin chào. Xin chào, xin chào. Nào, mời ngồi, ngồi đi. Nhân viên, hãy đem cà phê lên. Mã Tổng, hình tượng cũng ổn chứ? Người tốt, mà diễn cũng tốt. Cực kỳ có tâm huyết với nghề. Hai bộ phim điện ảnh tiếp theo chúng tôi đã đánh giá qua rồi, đều rất hài lòng với anh. Nội dung hợp đồng anh hãy xem qua nhé. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng. Mã Tổng, đạo diễn Trương, tôi là người mới, các anh có thể cho tôi cơ hội, tôi đây rất cảm kích. Tiểu Kim, tôi đã giới thiệu cậu rất nhiều với nhà sản xuất phim đó, cố gắng làm tốt, đừng để mất mặt. Đây là tiền cọc, anh hãy nhận lấy đi. Mã Tổng, đạo diễn Trương, tôi nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Được, về nhà chuẩn bị chút đi, hai ngày sau sẽ có buổi họp báo. Chào anh lại tới nữa rồi. Cô quen tôi sao? Không quen, nhưng tôi nhớ anh từng đến vài lần và chỉ xem mỗi một loại dây chuyền này. Đúng là tôi từng đến vài lần. Tôi mua sợi dây chuyền này để tặng vợ tôi. Anh đối xử tốt với vợ thật, cô ấy chắc chắn sẽ thích.
gói lại giùm tôi. Được rồi. Tôi cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng này rồi. Đang làm gì vậy? Sao vậy? Qua vài ngày nữa là sinh nhật em. Sao hôm nay vui vẻ thế? Có chuyện gì tốt sao? Lại nhận được hai bộ phim điện ảnh. Vậy sao? Cũng đừng vất vả quá. Anh nhìn xem, anh ốm luôn rồi. Bé mèo đáng yêu thật. Trẻ tuổi tốt thật đó. Tiểu Linh, là anh đây. Sao vậy? Chồng à, căn nhà này không bình thường. Nhất định có thứ không sạch sẽ. Lúc nãy em nhìn thấy có một bóng đen bay qua bay lại ở bên kia. Em thật sự không chịu nổi. Bóng đen. Bé mèo đáng yêu thật. Tiểu Linh Đan, lúc nãy anh quay về nhìn thấy chị Trần ôm một bé mèo đen. Đúng rồi, chắc chắn là con mèo đó. Ngoan, đừng sợ. Chồng, chúng ta dọn nhà đi. Em không thể ở đây thêm ngày nào nữa. Được, anh hứa với em, chỉ cần đủ tiền thì chúng ta dọn đi ngay. Vợ à, em nhìn xem. Vợ à, đây là quà sinh nhật anh tặng trước cho em. Vừa hay ngày mai được nghỉ, cùng em đi dạo một chút có được không? Thích không? Thích. Thế nào? Nhân viên, gói lại giùm tôi. Chồng à, tiệm này đừng xem nữa. Đến phía trước xem thử đi. Chồng à, anh mệt rồi chứ? Không mệt. Vui không vợ? Đương nhiên vui rồi. Vợ, anh yêu em. Chồng, em cũng yêu anh. Đưa cho anh. Chồng à,
Vợ à, em hãy nghỉ ngơi thật tốt ở nhà. Vậy anh về sớm chút nhé. Em đợi anh ở nhà. Hôm nay có buổi họp báo, anh sẽ cố gắng về sớm. Anh về được sớm chừng nào hay chừng nấy. Em ở nhà một mình sợ lắm. Em yêu, hay là bảo Nhân Nhân ở cùng em vài ngày. Ngoan. Đợi đã. Chồng à, anh đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt. Anh Kim, có thể phỏng vấn anh chút không? Anh từng diễn nhiều bộ phim điện ảnh. Xin hỏi anh là bộ nào anh hài lòng nhất? Bí mật của Tàng Bảo Đồ. Tốt, hay lắm. Chồng à, em mệt rồi. Vậy chúng ta qua bên đó nghỉ ngơi chút nhé. Tiểu Linh Đan, em đang nghĩ gì vậy? Hạnh phúc đó. Hạnh phúc sao? Hạnh phúc là gì? Đối với em mà nói, hạnh phúc chính là sáng em vừa mở mắt ra, anh và ánh nắng đều ở đây. Đây chính là hạnh phúc mà em muốn. Tiểu Linh Đan yêu dấu, từ lúc em đến nhà anh vào lúc 13 tuổi, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Em của lúc đó rất ốm và nhỏ con, trong tay cầm một cái chuỗi chuông, nước mắt mãi không ngưng chảy từ khóe mắt, thúc thích nói với anh và bố mẹ, nhà em đã gặp tai nạn, do bố mẹ liều mạng bảo vệ nên em mới thoát khỏi kiếp nạn. Em của lúc đó vô cùng đẹp, nhưng cũng rất mỏng manh, nhưng giọt sương trên lá cây vào lúc sáng sớm dường như có thể nhìn thấu cả người, trông vô cùng đau lòng. Từ lúc đó trở đi, em chính là ánh sáng và không khí trong cuộc đời anh. Mỗi ngày mở mắt ra, anh cần phải thấy em ngay. Từ lúc đó trở đi, em và ánh sáng đều ở đây, mới là hạnh phúc của anh. Sau này chúng ta trưởng thành, cùng nhau ra ngoài xã hội xông pha. Anh trở thành diễn viên, ngày càng bận, thời gian ở nhà ngày càng ít. Chúng ta không thể giống lúc nhỏ, mỗi ngày đều ở bên nhau. Tiểu Linh Đan đáng yêu, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Được sống trong căn nhà của chúng ta, mỗi sáng thức dậy, anh và ánh nắng đều ở bên em, và đứa con của chúng ta nữa. Được. Chồng à, em yêu anh. Ah!
Tiểu Linh Đan, Tiểu Linh Đan, Tiểu Linh Đan. Tiểu Linh Đan, sao vậy? Nước trong bồn tắm đều trở thành màu đỏ. Con búp bê kia cứ đuổi theo em. Chuyện này, chồng à, chúng ta lên lầu xem thử con búp bê nhé. Chẳng phải vẫn ở đây sao? Chồng à, lúc nãy thật sự rất đáng sợ. Vợ à, không phải anh không tin em, chỉ là bác sĩ đã nói sau khi em xảy thai thì tinh thần hơi căng thẳng, dễ nảy sinh ảo giác, cho nên không được suy nghĩ lung tung. Yên tâm bồi bổ sức khỏe. Chồng à, được rồi, chồng ôm em đây, quay về ngủ. Chồng à, chồng, nó chẳng phải chỉ là con búp bê sao? Có gì đáng sợ đâu chứ? Nó chạy vào đây từ lúc nào? Em rốt cuộc sao vậy? Cứ suy nghĩ lung tung sẽ không tốt cho sức khỏe. Tại sao anh không tin lời em nói vậy? Con búp bê này chắc chắn có vấn đề. Có vấn đề? Tối qua em nói nó biết chạy, là anh đem nó vào đây. Nó vẫn ở nguyên đó thôi. Em chịu đủ rồi. Em chịu đủ rồi. Em chịu đủ rồi. Vợ à, vợ, anh biết em muốn ra ngoài tìm việc, nhưng cơ thể của em chịu đủ rồi. Không muốn em tìm gì cũng được, vậy chúng ta dọn nhà đi. Dọn nhà? Sống ở nhà anh, em bảo bố mẹ quá phiền. Sống ở thành phố, em lại bảo ồn ào. Một năm đã dọn đi dọn lại 6-7 lần, khó khăn lắm mới tìm được một nơi hài lòng. Chưa ở được bao lâu, bây giờ em lại muốn chuyển ra ngoài. Vợ à, lần này đóng 3 tháng tiền cọc rồi, không thể chuyển nhà được. Vậy thì anh cần phải đem con búp bê này cho chị Trần. Hôm nay đến cậu rồi sao? Là sao vậy? Vài ngày trước Tiểu Linh từng tới đây, hỏi búp bê có thể để ở chỗ tôi không. Vậy sao? Tôi không biết. Xin lỗi, vốn dĩ không muốn làm phiền chị. Chị luôn chăm sóc chúng tôi rất tốt. Hôm nay cậu cũng muốn để búp bê ở chỗ tôi sao? Không, không phải tôi. Tiểu Linh,
Cậu biết gì không? Thực ra tôi không để tâm lắm đâu. Nhưng mà hôm đó cô ấy đến không được lịch sự lắm. Bây giờ tôi cảm thấy cô ấy hơi cố ý làm khó tôi. Hôm nay là búp bê, ngày mai có lẽ là thứ gì đó khác. Hoặc qua vài ngày nữa lại có chuyện gì đó khiến cô ấy không vui. Đây chính là lý do tại sao ban đầu phải ký hợp đồng như vậy. Thực ra con người đều như nhau, lúc mới đầu đều rất khách sáo, nhưng lâu dần thì càng lúc càng khó ứng phó. Có lẽ hai người dọn đi sẽ tốt hơn. Không không không, không phải ý đó đâu. Con búp bê này chúng tôi sẽ giữ lại. Tôi đảm bảo sau này cô ấy sẽ không làm phiền chị. Gần đây cậu có mệt lắm không? Hay là vào nhà ngồi chút đi. Không đâu, chiều tôi còn phải đi diễn. Được rồi, lần sau vậy. Lần sau. Như vậy thì không sao nữa. Vợ à, em chịu đựng thêm vài ngày nữa. Đợi sau khi anh nhận tiền cát-xê, chúng ta dọn nhà ngay có được không? Được không? Vậy cũng được. Đúng rồi, lát nữa anh còn phải đến trường quay. Em hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Là sao? Đúng, em đồng ý gả cho anh ấy. Tuy anh ấy hơn em vài chục tuổi. Im miệng. Cứ thế dứt bỏ tình cảm mười mấy năm của chúng ta sao? Anh đừng giận mà. Thực ra chúng ta như thế này cũng tốt thôi. Anh ấy có nhà có xe, chỉ cần em gả cho anh ấy, em sẽ giúp được anh. Anh cảm thấy em thật ghê tởm. Đừng tới gần anh. Cắt. Được. Chồng. Vợ xem đến đây. Chồng anh diễn hay thật. Nhanh lên, lạnh chết đi được. Chị diễn hay thật. Em nấu chút đồ nóng cho anh rồi, nên đem đến. Anh uống lúc còn nóng đi. Vợ à, anh bận đâu có thời gian uống. Hơn nữa bác sĩ nói, sau khi em sẻ thai phải nghỉ ngơi thật tốt mà. Ngoan đi. Tiểu Lý, lát nữa tôi còn phải quay. Cậu hãy giúp tôi tiễn chị dâu đi. Được, chị dâu, mời. Vậy anh nhớ uống nhé. Nhất định phải uống đó. Tiểu Kim, đạo diễn Trương. Tiểu Kim, có những lời tôi không muốn nói nhiều. Tôi biết vợ chồng cậu tình cảm rất tốt, nhưng mà một diễn viên hạng thần tượng như cậu, chuyện cậu kết hôn để người ngoài biết càng ít càng tốt. Nếu không, người hâm mộ nữ của cậu, bọn họ sẽ thất vọng. Hiểu chứ? Được, hiểu là tốt. Nào, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Yêu dấu.
làm mình giật cả mình. Tiểu Linh, cậu làm gì vậy? Mau vào đây, vào đi. Mình nói với cậu, ở trên lầu có một con búp bê cực kỳ đáng sợ. Sáng sớm nó đã ở phòng 2, đến tối nó sẽ... Được rồi, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu. Thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên rồi. Dẫn mình đi xem đi. Cậu chắc chắn chứ? Ở đâu vậy? Cũng không tệ. Đâu có gì đáng sợ. Sao không dứt nó đi vậy? Chủ nhà đã nói, nếu bọn mình động vào đồ ở đây thì chị ta sẽ đuổi bọn mình ra ngoài. Đến tiền thuê cũng không trả lại cho bọn mình. Không sao, mình có cách để chủ nhà tự lấy lại nó về. Chồng cậu đâu? Gần đây anh ấy hơi bận. Vài hôm trước mình thấy anh ấy trên truyền hình, hoài lắm. Cậu nói xem, nếu anh ấy trở nên nổi tiếng rồi ngoại tình thì mình sẽ làm sao? Được rồi, Tiểu Kim đâu phải người như vậy. Mình cũng biết anh ấy không phải người như vậy. Mình chỉ ví dụ thôi. Nếu như anh ấy thật sự dám làm chuyện có lỗi với mình, mình sẽ cắt. Cậu nỡ sao? Nhân Nhân, cậu có bạn trai không? Mình làm việc bận như vậy, làm gì có thời gian đi tìm bạn trai? Thật không vậy? Khi học đại học, ngày nào cậu cũng thân mật với những chàng trai ưa nhìn mà. Đâu có, mình không muốn tìm bạn trai. Mình muốn tự kiếm tiền, không muốn dựa vào đàn ông. Nhưng mà cách nghĩ này của cậu không tệ đó. Ngày mai chúng ta đi mua sắm đi. Được. Từ lúc mình dọn vào, hình như mình rất ít khi ra ngoài. Đi đâu đây? Mình muốn mua thật nhiều đồ chơi. Chồng mình quay về rồi. Chồng à, Nhân Nhân đến rồi. Cậu vào trong trước đi. Sao anh lạnh nhạt với Nhân Nhân vậy? Không lịch sự chút nào. Em đang nói chuyện với anh đó. Bình thường anh đâu có phải như vậy. Anh mệt quá rồi, không muốn nói chuyện với ai cả. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Đâu phải có mình anh mệt. Sao vậy? Nhân Nhân xin lỗi, chồng mình có thể là anh ấy quá mệt. Mình hiểu mà. Bình thường anh ấy không phải như vậy. Cậu không cần giải thích nữa. Chúng ta là ai với ai chứ? Thật sao? Mình nói mà, Tiểu Nhân chúng ta cũng không phải người nhỏ nhen đến vậy. Cậu làm gì vậy? Ngủ đó. Lúc chúng ta học đại học chẳng phải ngủ cùng nhau sao? Vậy chồng cậu thì sao? Mặc kệ. Sau khi chúng ta tốt nghiệp, lâu lắm rồi chưa ngủ cùng nhau. Đúng vậy. Nhớ năm xưa cậu thích đá chăn lắm. Bây giờ mình vẫn thích đá chăn lắm. Vậy sao? Ngủ thôi.
Sao chị ngồi đây? Tiểu Linh bọn họ đâu? Bạn gái nhỏ của cậu sáng sớm đã đi chơi rồi. Cậu không biết sao? Bọn họ ra ngoài hết sao? Đúng vậy. Bây giờ ở nhà chỉ còn cậu với tôi thôi. Sao? Có gì không ổn à? Không có gì. Uống ly nước đi. Tôi thấy cậu khác rồi. Lát nữa tôi phải đi làm. Tiểu Linh sẽ quay về bất cứ lúc nào. Tầng này cũng quá cao rồi. Chỗ này cũng đâu thấp. Đây có là gì chứ? Năm xưa tầng 8 tôi cũng nhảy. Đương nhiên tôi biết chỗ này chắc chắn có nguy hiểm. Thế này nhé các anh em, 300 tệ. 300? Đùa gì vậy? Đến lúc đó máy quay để ở đây. 500. Tiểu Lưu, bảo cậu ấy xuống. Máy để ở đây. 800. Vì 800 triệu mà liều mạng không đáng đâu. Tôi nói với các anh có phải diễn viên võ thuật không vậy? Được, thế này nhé. 1.000, tôi không tin không ai dám nhảy. Đạo diễn, thế nào rồi? Được không? Tôi tự nhảy đó. Tôi còn chưa bật máy. Vậy có phải nhảy thêm một lần không? Cậu nói xem. Mệt chết mình đi. Thân là phụ nữ không thể tùy tiện quá đâu. Cậu luôn phải chú ý hình tượng cho bản thân. Đây là nhà của mình mà. Ở đâu cũng vậy. Phụ nữ luôn phải thể hiện dáng vẻ đẹp nhất của bản thân. Nếu không, anh Kim của cậu sẽ chán cậu đó. Cậu nói xem, liệu anh ấy có như vậy không? Tất cả đàn ông đều giống nhau. Đặc biệt là những người làm việc trong giới giải trí như anh Kim. Xung quanh có biết bao nhiêu cô gái đẹp. Mình hiểu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mình phải thay đổi hoàn toàn hình tượng của mình, để chồng yêu mình cả đời. Cậu nghe xem, tiếng đó lại xuất hiện rồi. Có phải con búp bê đó gây chuyện không? Lên đó xem thử. Đi thôi. Cậu thấy chưa? Nó biết tự chạy đi đó. Đi thôi. Tiếng gì vậy? Chúng ta đi xem thử. Đi thôi, chúng ta đi xem. Cậu đừng đi, tầng hầm đáng sợ lắm. Đừng sợ, chúng ta đi xem thử thôi. Đi thôi.
Nó còn sống. Nó sống đó. Sống đó. Nó còn sống. Nó sống. Nó còn sống. Nó sống đó. Hai người làm gì ở đây vậy? Chúng tôi nghe thấy phía dưới có tiếng, cho nên xuống dưới xem thử. Chị đến đây làm gì? Tôi thấy cầu chị bị cháy nên đến xem thử. Tầng hầm rất bẩn nên sau này đừng đến đây nữa. Mình không có lừa cậu đúng không? Mấy ngày nay mình sắp điên luôn rồi. Chủ nhà này ở một mình sao? Chị ta không có chồng à? Mình cũng không rõ lắm. Mình nghe hàng xóm bảo chị ta hình như quay về từ nước ngoài. Chồng chị ta đã dứt bỏ chị ta, cho nên chị ta mới về nước. Là vậy sao? Mình phải làm sao đây Nhân? Cậu đừng hoảng loạn. Đây chắc chắn đều do con người làm. Ý cậu là chị Trần? Đèn của tôi bị hỏng, hãy giúp tôi sửa đi.
đèn không hỏng, vốn dĩ đã không hỏng. Tỉnh rồi sao? Cậu biết gì không? Tộc Digen cổ xưa có một phép thuật kết nối con người với búp bê không? Trong trò chơi này, cậu không phải nhân vật chính, là Tiểu Linh. Tôi đã nhắm vào vẻ đẹp của cô ấy, cơ thể trẻ trung của cô ấy. Mọi thứ tôi đều muốn sở hữu. Rốt cuộc chị muốn gì? Mọi việc đã quá muộn rồi. Cậu đã phản bội cô ấy, nên màn trò chơi này tôi đã thắng. Nhân Nhân, cậu sao vậy? Thấy cậu cả ngày đều không vui. Có phải là có tâm sự gì không? Tiểu Linh, công ty mình có chút chuyện, mình nghĩ mình phải quay về rồi. Đừng mà, hãy ở cùng mình thêm vài ngày đi. Tiểu Linh, có một số việc. Việc gì vậy? Mình không biết phải nói với cậu ra sao. Sao vậy? Chính là hai người. Tiểu Linh, cậu đi với mình nhé, có được không? Mình đi rồi thì Kim phải làm sao? Trong lòng cậu chỉ có mỗi Kim thôi sao? Nếu không thì sao chứ? Sao vậy? Được rồi, vậy cậu hãy quan tâm anh ấy nhiều hơn. Chú ý anh ấy đi. Nhân Nhân, Nhân Nhân, cậu đừng đi. Cậu đi rồi mình phải làm sao? Mình bảo cậu đi cùng mình, cậu lại không muốn. Tiểu Linh, mình đi đây. Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân, quản tốt chồng của cậu. Nào, hãy làm bạn thân với em đi. Chúng ta cùng trở thành búp bê da người nhé. Nào, nào.
Tiểu Linh đang yêu dấu. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, em rất vui. Hôm nay là một ngày tốt. Là ngày tốt của Tiểu Linh. Đúng không anh yêu? Anh yêu còn nhớ những lời em nói với anh không? Tộc đi găng cổ xưa có một phép thuật kết nối người với búp bê. Chủ nhân của phép thuật này chính là Tiểu Linh và em. Em thích Tiểu Linh quá đi mất. Cô ấy xinh đẹp như vậy, tràn đầy sức sống như vậy. Mọi thứ của cô ấy em đều muốn. Nhưng muốn hoàn thành ước mơ này thì cần có ba điều kiện. Đầu tiên, cô phải sợ tôi. Sợ hãi cực kỳ. Cô sợ không? Thứ hai, người yêu cô phải phản bội cô. Nhưng mà điều này, người yêu cô đã giúp tôi hoàn thành điều này. Điều thứ ba thì đơn giản hơn nữa. Ly nước lúc nãy cô uống, tôi đã đem nó về từ Nepal, là nước chứa phép thuật. Uống nó vào rồi thì mọi thứ đều là của tôi. Còn cô sẽ trở thành con búp bê đó. Từ giờ trở đi, không có tình yêu, cũng không có thù hận, càng không có đau khổ. Tôi tin rằng khi đến lúc đó, cô nhất định sẽ thấy rất hạnh phúc. Tiểu Linh Đan, đừng nói nữa. Xin lỗi. Anh yêu. Tạm biệt. Tuổi trẻ thật tuyệt. Anh nói đúng không anh yêu? Hãy trả Tiểu Linh cho tôi. Anh yêu, em chẳng phải là Tiểu Linh của anh sao? Cô hiểu tình cảm con người sao? Cô không hiểu. Tại vì cô chỉ là một con ác quỷ. Anh định làm gì thế?
Cuối cùng cô tỉnh rồi. Cô đã hôn mê tận mấy ngày. Phẫu thuật não của cô rất thành công. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi bị sao vậy? Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cô là ai? Cô ấy là bác sĩ chính của cô đó, bác sĩ Trần. Bây giờ cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, nói chuyện ít thôi. Cảm ơn bác sĩ. Tiểu Linh Đan, em tỉnh rồi sao? Chồng, có một ngôi nhà cũ cực kỳ đáng sợ. Bên trong có một con búp bê, biết nói, biết cử động, cực kỳ đáng sợ. Tiểu Linh Đan, lúc em xảy ra tai nạn, đầu đã bị thương. Bên trong đầu có một khối máu bầm, đã lấy ra ngoài giúp em rồi. Tất cả chỉ là mơ thôi. Không có nhà cũ gì, cũng không có búp bê gì. Em hãy yên tâm dưỡng thương đi. Chồng à, em muốn sinh con với anh. Nếu sinh thì phải sinh cặp song sinh, một nam, một nữ. Vợ à, đợi khi em khỏe lại, mỗi ngày chồng đều ở bên em. Chỉ cần anh có thể ở bên em một ngày thì em đã thỏa mãn lắm rồi. Làm phiền rồi, tôi đến giao hàng. Sao lại có thứ được giao đến cho em vậy? Mở ra xem đi.